Quý vị và các đồng chí đang lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày mùng 4 tháng 10 năm 2023 của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Tôi là Huyền Anh. Và tôi là Cao Nguyên. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Surify và kênh Youtube của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Đệ tướng Lương Cường chủ trì Giao ban Tổng cục Chính trị tháng 9 năm 2023. Động viên các đoàn tham gia hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân. Chủ trì ra ban tổng cục chính trị tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 10 năm 2023, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá trong tháng 9, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai chặt chẽ toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất. Trong đó, toàn quân đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng dư luận trước những vấn đề mới nhạy cảm phối hợp tổ chức sản xuất và công chiếu phim truyền hình cuộc chiến không giới tuyến bảo đảm chất lượng hoàn chỉnh dự thảo tờ trình nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới đơn vị tổ chức lại kịp thời thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân nhân và gia đình quân nhân bị thiệt hại tại vụ cháy trung cư ở thanh xuân hà nội Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ tháng 10, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, đề án kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chủ động thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng dư luận, nhất là dịp diễn ra hội nghị Trung ương 8 khóa 13, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tổ chức hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023. Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể cá nhân, khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2023. Tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn quân đội lần thứ 10, hội thi cán bộ hội phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023. Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đã tới động viên tặng quà các đoàn tham gia hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023. Đoàn đã tới thăm hỏi động viên nhà hát kịch công an nhân dân, nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc, đoàn nghệ thuật trung tâm văn hóa tỉnh Thái Nguyên và đoàn văn công quân khu 9. Trung tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023 là cơ hội để các đoàn nghệ thuật giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm diễn. Đồng thời, đây cũng là dịp để các đơn vị cùng nhau lan tỏa những tác phẩm văn hóa nghệ thuật, đề tài quốc phòng toàn dân đến với đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam mong muốn đội ngũ cán bộ, diễn viên các đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, nhiệt huyết trong tập luyện để đem đến hội diễn những tiết mục có nội dung, chất lượng, đạt thành tích cao. Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 10 tới đây với sự tham gia của 19 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài quân đội. Cũng trong sáng nay, Học viện Quốc phòng tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn chỉ huy tham mưu cao cấp chiến dịch chiến lược quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 20, quân đội nhân dân Lào khóa 6 và lớp tập huấn ngắn hạn giảng viên chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch chiến lược quân đội nhân dân Lào khóa 10. Trong khóa học này, các học viên của hai lớp đào tạo ngắn hạn chỉ huy tham mưu cao cấp chiến dịch chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội Nhân dân Lào sẽ được nghiên cứu về truyền thống đoàn kết Việt Nam, Campuchia, Lào, văn hóa chính trị, lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam, xây dựng khu vực phòng thủ, tác chiến phòng thủ chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, các học viên còn tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa của Việt Nam Tập bài về xây dựng quyết tâm phòng thủ trên hướng chiến lược ở địa hình Campuchia, địa hình Lào gắn với từng đối tượng đào tạo và viết chuyên đề tốt nghiệp cuối khóa. Đối với lớp tập huấn ngắn hạn, giảng viên chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch chiến lược quân đội nhân dân Lào khóa 10, trong thời gian gần 3 tháng sẽ được học tập, nghiên cứu khối kiến thức chung về khoa học xã hội nhân văn quân sự, quốc phòng và an ninh, nghệ thuật chiến dịch quân sự địa phương, kiến thức quân binh chủng, ngành trọng tâm đi sâu vào lý luận dạy học ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng bài giảng, chuẩn bị và thực hành giảng bài, thảo luận, tập bài. Tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập của Trung đoàn 20, sư đoàn 330 và lực đoàn pháo binh 6. Trực tiếp kiểm tra công sự trận địa hỏa lực, phương án chiến đấu, thực hành tập bài, nhận thức của cán bộ chiến sĩ, công tác bảo đảm hậu cần trong diễn tập. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị của trung đoàn 20, sư đoàn 330 và lữ đoàn pháo binh 6 thời gian qua. Thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về công tác sẵn sàng chiến đấu, đóng quân, canh phòng, ý thức chấp hành kỷ luật, tiếp tục củng cố công sự trận địa, đường cơ động giao thông hào, bố trí hệ thống mục tiêu, tổ chức hợp luyện, luyện tập, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong bố trí các bãi nổ nắm chắc tư tưởng cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt công tác dân vận. Đoàn cán bộ lớp tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự quân đội Hoàng gia Campuchia do Trung tướng xây sạn Sọ thi viện trưởng Viện lịch sử quân sự Tổng cục chính sách và đối ngoại Quân đội Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Báo Quân đội Nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Ban biên tập Báo Quân đội Nhân dân, Đại tá Lê Ngọc Long. Phó Tổng biên tập nồng nhiệt nón tiếp và chào mừng đoàn cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia tới thăm và làm việc tại Báo Quân đội Nhân dân. Tại buổi làm việc, đoàn cán bộ lớp tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự quân đội Hoàng gia Campuchia đã tham quan mô hình làm báo, xem video giới thiệu khái quát những nét cơ bản trong chặng đường hơn 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Báo Quân đội Nhân dân. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của cán bộ, phóng viên Báo Quân đội Nhân dân dành cho đoàn. Trung tướng Say Sạ Sọ Vu Thi cho rằng, buổi tham quan tìm hiểu về lịch sử báo quân đội nhân dân hôm nay vô cùng bổ ích và ý nghĩa dành cho các thành viên trong lớp tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự quân đội Hoàng gia Campuchia. Đồng thời, Trung tướng Say Sạ Sọ Vu Thi nhấn mạnh, báo quân đội nhân dân là một cơ quan uy tín, ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội Việt Nam và có những đóng góp tích cực trong xây dựng phát triển mối quan hệ hợp tác Việt Nam Campuchia. Tại Hải Phòng, Ban tổ chức hội thi xe tốt lái xe giỏi toàn quân năm 2023 tổ chức chấm thi tại Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân. Nội dung xe tốt là một trong hai nội dung chính của hội thi xe tốt lái xe giỏi toàn quân năm 2023. Nội dung xe tốt gồm 4 môn thi: xe tốt, khu kỹ thuật và hoạt động ngành kỹ thuật, đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhận thức. Theo quy chế hội thi, ban giám khảo cơ động chấm thi các môn tại đơn vị. Qua quá trình chấm thi chỉ huy lữ đoàn cũng như các thí sinh dự thi đã trao đổi và học hỏi, rút được nhiều kinh nghiệm từ ban giám khảo. Đây sẽ là kinh nghiệm quý để đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Hội thi là hoạt động lớn của chuyên ngành kỹ thuật xe máy để tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 1656 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông của vận động 50. Theo kế hoạch, Hội thi sẽ bế mạc và trao thưởng vào cuối tháng 10 năm 2023. Sau hơn 2 tháng tổ chức triển khai thực hiện, sáng nay tại Lữ đoàn Đặc công 429 đã diễn ra lễ trao hệ thống thiết bị và các giải pháp khám điều trị phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội của Viện Vật lý Y sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn Đặc công 429. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phát triển, đòi hỏi cường độ huấn luyện ngày càng cao trong môi trường khắc nghiệt mặc dù cấp ủy chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo song điều kiện cơ sở vật chất chăm sóc phục hồi sức khỏe vẫn còn những khó khăn nhất định vì vậy hệ thống thiết bị và các giải pháp khám điều trị phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc chăm sóc sức khỏe và phục hồi thể chất của bộ đội trước trong và sau huấn luyện là nguồn cổ vũ động viên khích lệ bộ đội hăng say luyện tập nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao hơn nữa việc chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ được quan tâm ngày càng toàn diện, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quốc đội Nhân dân Điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.